Phổi có nhiệm vụ gì? Não chúng ta hoạt động liên tục để kiểm soát mọi hành vi. Mỗi giây, não tiếp nhận hàng trăm thứ khác nhau để xử lý. Vậy mà có một thứ rất quan trọng mà gần như não không cần để ý đến quá nhiều. Đó là việc thở. Thở được hiểu đơn giản là hít khí oxy và đào thải khí carbonic. Nói cách khác, thở giúp cơ thể duy trì sự sống. Tôi chắc chắn rằng ai cũng biết điều này. Chúng ta làm thế nào có thể hoàn thành việc thở rất quan trọng này mà lại không cần phải nghĩ đến nó? Câu trả lời nằm ở chính hệ hô hấp của cơ thể con người. Hệ hô hấp được ví như một cỗ máy cần tín hiệu để kích hoạt toàn bộ hệ thống. Tín hiệu đó được phát ra từ hệ thần kinh tự chủ. Hệ thần kinh tự chủ là trung tâm vô thức của não bộ, giúp kiểm soát các chức năng quan trọng. Khi cơ thể tiếp nhận oxy, hệ thống thần kinh tự chủ sẽ gửi tín hiệu tới phổi, khiến các cơ xương co lại, tạo khoảng trống giúp cho phổi mở rộng. Từ đó không khí len vào mũi và miệng, qua khí quản rồi tách thành hai nhánh để đi vào từng buồng phổi. Ở đây, phế quản tách nhỏ ra hàng nghìn ống trông như những nhánh cây, gọi là tiểu phế quản. Điểm cuối của phế quản là các túi khí nhỏ, được gọi là phế nang. Phế nang được bao bọc trong các mao mạch chứa đầy những tế bào hồng cầu có chứa protein đặc biệt có tên là hemoglobin. Khi không khí mà ta hít vào lấp đầy túi khí này, phổi sẽ phồng lên và quá trình trao đổi chất bắt đầu. Các mao mạch đang chứa đầy khí carbonic, trong khi các túi khí được luân chuyển đến chất đầy khí oxy. Theo quy luật khuếch tán, các phân tử khí thường có xu hướng di chuyển từ nơi có nồng độ cao sang nơi có nồng độ thấp hơn. Vì vậy, khi oxy đi qua các mao mạch sẽ bị hemoglobin hấp thụ, trong khi carbonic được nạp vào phổi. Sau đó, các huyết sắc tố hemoglobin chứa oxy sẽ được vận chuyển đi khắp cơ thể thông qua đường máu. Còn phổi sẽ làm gì với lượng carbonic mà mao mạch vừa thải ra? Thở ra thôi. Một lần nữa, hệ thần kinh tự chủ tiếp tục phát ra tín hiệu khiến các cơ liên xương giãn ra, các khoang ngực cũng bị thu nhỏ lại và buộc phổi phải co lại. Từ đó, khí carbonic bị thải ra ngoài. Chu kỳ đó lặp đi lặp lại, giữ cho cơ thể ta luôn được cung cấp đầy đủ không khí. Thông thường, phổi sẽ hít vào và thở ra từ 15 đến 25 lần một phút, tương đương với 10.000 lít không khí mỗi ngày. Bạn hãy cứ thoải mái làm tất cả mọi thứ, còn việc hít thở, cứ để phổi và hệ thần kinh tự chủ lo. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của VinMec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.